Có quà cả nhà ơi, mình thích có quà. Cảm ơn để nha. quà cho các thành viên của ai ta? Của cô ở bên nước ngoài gửi tặng cho mấy anh em khô bò cả nhà. Cảm ơn các anh chị. Dạ thì cảm ơn cô bên cô Việt Kiều gửi tặng cả nhà ơi có quà. Rồi, cảm ơn chị Hồng Loan và chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Dạ. À, thì cả nhà ơi, vừa rồi thì Hồng Loan vừa mới trao cho anh em phần quà khô bò của cô ở Việt Kiều ở bên Úc cả nhà, gửi tặng cho mấy anh em quà để ăn Tết ha, rất là quý luôn cô chú anh chị. Thì, anh Hải thì hồi nãy vừa mới đi ra ngoài rồi. Buôn thì sáng cũng đi học sớm ha, sớm thì bây giờ còn tổng giám đốc của chúng ta thì đang chốt đơn đó. Thì tụi em quay ở đây thì cũng được chia sẻ về Hồng Loan buôn bán ha, về cuộc sống hàng ngày thì cũng được rất là nhiều cô chú anh chị yêu thương, cho những phần quà bé nhỏ nhỏ nhưng mà rất là vui luôn cả nhà. Như là hôm qua cũng có cô chú anh chị cho cà phê nè, cà phê sữa nè, rồi cho những phần bánh khọt nè, rất là ngon cả nhà. Bánh khọt là của cái cô đó hôm bữa trước là cổ ghé đây cổ hỏi là có bao nhiêu anh em quay ở đây, thì cổ hỏi là có bao nhiêu anh em YouTube quay ở đây để cái ngày 24 là ngày hôm qua cổ làm bánh khọt cổ đem đến từ cổ cúng cho chú Năm, rồi cổ sẽ cho tụi em mỗi đứa một phần á. Thì hôm qua thì cổ cũng có đem đến cho mấy anh em nhưng mà tụi em thì em với Tài Thảo Nhân rồi thì còn ở trên mộ á chưa về, nhưng mà về đây thì thấy thì cổ cũng cho rất là cho mấy anh em rất là nhiều luôn ha, mỗi người phần hết á cô chú anh chị. Thì lại có người cho nước suối, có người cho nước ngọt nè, và cho chung là bà con rất là yêu thương mấy anh em mà quay ở trước nhà. Và những cô chú ở bên nước ngoài thì cũng hay cho tụi em những cái phần quà, như là bữa trước cũng có một cô Việt Kiều cho hoa lan sấy và mè đen cả nhà. Ở đây thì tụi em cũng được quà hoài cả nhà, có khi thì cũng được khán giả cho những bữa ăn trưa, rất là vui luôn cả nhà. Bên trong shop thì em thấy là có chú Chánh, anh Chánh, thôi mình sửa lại anh Chánh đi ha cô chú anh chị. Anh Chánh đang đóng những cái thùng hàng để cho bưu điện đến lấy để ship đi cho bà con mình ở trên khắp các tỉnh thành của nước Việt Nam mình ha. Thấy Khoa thì cũng đang hỗ trợ, lúc nào thì có ai đến giao hàng thì cũng ra hỗ trợ nè. Anh Chánh với Khoa là hỗ trợ khiêng những cái thùng hàng vô. Hồi nãy thì có chị giao cơm trái thì có hai loại đó nha, cơm trái mắm hành và cơm trái rong biển ha, chị giao bằng cái xe 7 chỗ luôn đó, rồi giao rất là nhiều hàng luôn. Thì gần Tết này shop của Út Mớm thì bán rất là được ha, bà con rất là yêu mến luôn, đến ủng hộ là những đơn hàng to to không à cô chú anh chị. Và bây giờ đến Tết thì shop của Út Mớm có những cái set quà Tết á cả nhà. Cô chú anh chị mình có thể lựa chọn những cái set quà phù hợp để tặng cho người thân gia đình ha, cho ông bà mình một những cái món quà biếu rất là ý nghĩa luôn cô chú anh chị. Và bên cạnh đó thì shop của Út Mớm cũng có những cái món như là tôm khô nè và lạp xưởng nè, giá cả thì cũng rất là phải chăng ha. Cả nhà mình có thể vào trang fanpage của Út Mớm để cả nhà mình tham khảo ha. Còn số điện thoại của shop để chốt hàng thì là 0819581987 ha cô chú anh chị.
Thì đó là số hotline cả nhà mình gọi đến. Nếu mình muốn mua gì thì mình cứ chốt rồi khách sẽ rồi rồi shop sẽ báo báo bill cho mình đó. Và sẽ giao cho mình trong vài ngày ha, nếu mình ở trong tỉnh cô chú anh chị. Và shop cũng có ship hàng đi nước ngoài nữa nha cả nhà. Ở nhà mình cứ mua ủng hộ đi, còn việc ship thì cứ để shop lo ha. Đây thì có một cái anh shipper này, anh tới để anh lấy hàng đi giao à ha. Anh giao một cái kiện hàng rất là to ha, giao cho chị Ngọc một kiện hàng rất là to. Hôm nay thì cô bánh nước cô không có bán ở nhà, hôm nay cô nghỉ ăn Noel rồi. Tối này thì ở shop của mớm thì ăn Noel rất là ấm cúng luôn ha. Có mấy anh chị, anh Sang, anh Linh Tý, bà xã và mấy bé mà cưng lắm cả nhà. Đó, ông già Noel nó tặng quà nữa, rất là vui luôn. Tuy là hồi tối này em không có đi chơi Noel nhưng mà mình cảm thấy cũng như mình vui lây cái Noel của nhà ốc mớm á nha. Chứ mình cũng thấy ấm áp, cũng thấy vui nữa. Anh này tới trong thì thấy út mớm đang ngồi máy tính chốt đơn nè. Chú Chánh thì sáng nào cũng dậy sớm để đem những cái kệ nha, những cái hũ hàng đó, để trưng bày lên kệ để cho khách tới lựa chọn cho nó dễ hơn á nha. Chỉ cần thấy lưng lưng là chú Chánh lại đem hàng để nó bày lên cho đầy đủ để cho khách chọn. Và thông báo với cô chú anh chị mình là 8 giờ tối nay thì Út Mớm sẽ trực tiếp live giao lưu với bà con cô bác mình ở trên trang fanpage Võ Hồng Loan, Võ Thị Hồng Loan nha cả nhà. Cả nhà tối nay vào trò chuyện tâm sự giao lưu với Út Mớm nha cô chú anh chị. Dạ thì hiện tại thì tình hình ở shop thì cũng có bà con đến mua hàng đi đều và có giao hàng nhập hàng vào đi đều ha cả nhà. Cũng chưa có thông tin gì nóng hay mới gì hết, nên là em sẽ ở đây cập nhật có gì mới thì mình sẽ chia sẻ cô chú anh chị mình ha. Cả nhà đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ em nha cả nhà, để em có động lực và ra nhiều video và chia sẻ nhiều thông tin mới với cô chú anh chị mình nha. Chào tạm biệt và cuối video em xin chúc cả nhà mình ngày mới nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống, hưởng một mùa Noel vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nha. Chào tạm biệt cô chú anh chị.